Có cần Rodai xe mới, nhà sản xuất vẫn đang lừa chúng ta? Một câu hỏi đem đến nhiều sự tò mò. Thì Rodai xe là gì? Vậy những chiếc xe được làm với công nghệ mới hiện nay có cần phải chạy Rodai? Và Rodai thế nào mới đúng cách? Chào mừng cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn gần xa cũng như cả nhà YouTube đã đến với màn ảnh nhỏ của Minh Thạnh Vlog. Và đầu tiên Thạnh cũng xin được gửi lời chào và lời kính chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Chúc cho mọi người luôn có được nhiều niềm vui, nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống thường ngày. Và qua đây Thạnh cũng xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn gần xa thời gian vừa qua đã đăng ký kênh cũng như là theo dõi video, ủng hộ và luôn đồng hành cùng Minh Thạnh Vlog. Và một lần nữa Thạnh xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Và đến với thông tin của video hôm nay. Có cần Rodai xe mới, nhà sản xuất vẫn đang lừa chúng ta? Một câu hỏi đem đến nhiều sự tò mò. Thì Rodai xe là gì? Vậy những chiếc xe được làm với công nghệ mới hiện nay có cần phải chạy Rodai? Và Rodai thế nào mới đúng cách? Một câu hỏi mà rất nhiều người quan tâm chính là với những công nghệ hiện nay như xi lanh, lồng kiến, piston nhôm, công nghệ Blue Core. Và còn nhiều người bảo rằng hiện nay trước khi xe được đưa ra thị trường đã được Rodai sẵn trong nhà máy, mua về chỉ việc chạy. Sự thật có đúng như vậy? Thì chúng ta hãy cùng quay trở lại tác dụng của việc Rodai xe. Trong kỹ thuật thì Rodai là một bước cực kỳ quan trọng, bởi bất kỳ một chi tiết nào sau khi được chế tạo, bề mặt của chúng không hề mịn và không hề thể ăn khớp trơn tru được với nhau. Một khối động cơ chứa rất nhiều các chi tiết cơ khí, chính vì vậy chúng không thể ăn khớp hoàn hảo được với nhau. Mặc dù hiện nay những công nghệ hay kỹ thuật gia công đã tốt hơn rất nhiều, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Các chi tiết cần tiếp xúc với nhau một cách hoàn hảo thì động cơ mới có hoạt động một cách êm ái và bền bỉ. Nếu như mới mua xe về, bạn chạy tốt, bạn chạy tối đa công suất xe thì sẽ như thế nào? Bạn sẽ phải bỏ ra chi phí sửa lại động cơ chỉ sau vài chục nghìn km nếu việc bảo dưỡng của bạn cũng không đúng cách. Khi mới hoạt động ở những km đầu tiên, động cơ thải ra rất nhiều các mạt sắt từ chi tiết mới ma sát với nhau tạo nên. Nếu lúc này các bạn sử dụng động cơ ở những vòng tua cao, sẽ xuất hiện vết xước do mạt kim loại tạo nên trên những chi tiết máy và nguy hiểm nhất là xước xi lanh. Vậy Rodai thế nào mới đúng cách? Thời gian Rodai sẽ có hai mốc thời gian Rodai chính. Trong 500 km đầu tiên, bạn phải Rodai xe thật kỹ, và 2000 km tiếp theo để xe thật sự trơn tru. Và cách Rodai là khởi động xe lần đầu tiên nổ máy sau khi đã được châm nhớt, các bạn nên tắt chìa khóa và đạp mồi bằng cần đạp từ 5 đến 10 lần. Mục đích ở đây để kích thích bơm nhớt trước, giúp nhớt sẽ được đưa ngay đến các chi tiết sau khi đề máy. Nổ máy trong 1 đến 2 phút trước khi chạy, sau mỗi đêm hay sau khoảng thời gian 6 tiếng. Thì trước khi chạy, các bạn cần cho xe nổ máy khoảng 1 đến 2 phút để nhớt được đưa đến tất cả các chi tiết trong máy. Lúc này chỉ cần nhích nhẹ ga hoặc cứ để ga răng ti là được. Việc khởi động như thế này không chỉ cần thiết trong lúc Rodai xe mà còn cần trong suốt quá trình sử dụng sau này. Khi chạy xe trong 500 km đầu tiên, các bạn chỉ được sử dụng một nửa công suất máy, tức tua máy dưới 5000 vòng trên phút đối với xe tay côn, hay dưới 50 km/h với xe số và xe tay ga. Chú ý khi chạy phải điều ga chứ không thốc ga đột ngột. Sử dụng điều các số để tất cả đều được trơn tru, tránh tình trạng chỉ chạy ở cấp số 1 và cấp số cao nhất. Ở mỗi khoảng tốc độ phải sử dụng cấp số hợp lý, và cứ sau khoảng thời gian thay nhớt, các bạn có thể tăng mức sử dụng công suất xe lên dần. Thì còn trở về vấn đề thay nhớt, thực ra có những loại nhớt chuyên dụng để Rodai xe chứ không phải nhớt hẳn như các bạn nghĩ. Nhớt dùng để Rodai xe rất loãng, có thể cuốn đi dễ dàng các mạt kim loại trong động cơ. Nhưng tại Việt Nam loại nhớt này hầu như không có, phải nhập khẩu từ nước ngoài. Vậy nên đối với các loại xe trong nước, nhà sản xuất cho sử dụng nhớt chính hãng, tức nhớt sử dụng sau quá trình Rodai.
Đối với các dòng xe nhập khẩu nhớt rô đai đã được các nhà sản xuất xe đổ sẵn trong máy, nếu động cơ có quá xào ở thời gian đầu này thì cũng đừng lo ngại. Mốc thời gian bạn cần thay nhớt đầu tiên là 500 km. Nếu động cơ có sử dụng lọc nhớt thì phải thay cùng trong lần này. Nhớt đóng vai trò rất quan trọng cho nên thay đúng kỳ. Những mốc bạn cần thay nhớt tiếp theo là 1.000 km, 1.700 km, 2.700 km. Với lọc nhớt thì cứ sau khoảng 2 đến 3 lần thay nhớt thì thay lọc một lần. Những lưu ý khi chạy rô đai xe: không cho xe nổ máy quá lâu tại một chỗ vì dễ làm động cơ bị quá nhiệt độ, không đủ khí làm mát. Nếu trong quá trình rô đai mà động cơ có xào hay quá nóng thì cũng đừng lo ngại quá, vì vấn đề này sẽ giảm dần và mất hoàn toàn sau quá trình rô đai xe. Sau khoảng thời gian rô đai, bạn có thể sử dụng những loại nhớt cao cấp hơn phù hợp với từng nhu cầu của các bạn. Trong quá trình rô đai thì cứ nhớt hãng mà dùng là được. Thì vừa rồi cũng là cách rô đai và có nên rô đai xe khi mới mua. Thì hy vọng là qua cái video này sẽ giúp ích được cho các bạn. Chúc các bạn sử dụng xe một cách bền bỉ và an toàn. Thì sau cùng cũng xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video sau. Dạ, bye bye.